Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa Phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái lá service để cho nó chạy ngầm và phát âm thanh khi cái thời gian của mình đã định. Bây giờ mình sẽ vào Android Studio. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái lá mới và đặt tên nó là Music. Và mình extend service. Thiếu phương thức thì mình sửa lỗi bằng Ctrl Enter và chọn là mầm nên thoát, chọn online. Và bây giờ mình phải thêm là on task của mình. Bây giờ mình quay về Android manifest thì mình tạo một cái service thì mình cũng cần khai báo với thằng manifest service và mình dẫn đến cái class của mình. Mình enable nó lên chung thì cái class service này nó sẽ chạy ngầm nha các bạn, là khi bên đây mình đã hẹn giờ thì đúng giờ nó chạy qua hàng alarm receiver, thì hàng alarm receiver này nó sẽ lập tức gửi cái yêu cầu qua hàng music này và hàng này nó sẽ phát nhạc cũng như là nó sẽ chạy cho bạn. Bây giờ mình test thử nha. Bây giờ mình quay về alarm receiver, mình sẽ tạo một cái intent bằng new intent. Màn hình hiện tại là context và cái class mình cần là music chấm class. Mình sẽ context chấm tag receiver, thì khi mình gọi tag receiver này nè là nó yêu cầu thằng này thực hiện cùng một lúc với nó luôn. Khi thằng này nó nhận được cái gì đó thì nó lập tức nó gửi qua thằng music này. Bây giờ mình quay qua thằng music, mình sẽ lock nha mẹ tôi chồng music hello xin chào. Và đây mình sẽ ghi tên cho nó về kiểu là ta nó thích kỳ. Bây giờ mình sẽ chạy project của mình lên. Bây giờ mình đặt là 11:35 đi. Mình nhắn hẹn giờ. Thì cái service này nó chạy ngầm, mình tắt ứng dụng thì nó vẫn chạy các bạn, cho mình tắt luôn cái ứng dụng mình. Và mình để cho nó lock lên. Đây mình tắt nha. Thì nó chạy giống như cái video trước của mình thôi, thì nó chạy khá là lâu nha các bạn. Các bạn build máy thật thì nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ mình đợi xíu. Nó đã qua 11:35. Thì các bạn đợi nó sẽ tốt cùng một lúc với hàng bạn làm gì server luôn. Đây các bạn thấy không, hầu như hai hàng này là nó ra cùng một lúc luôn, là khi hàng này nhận được tín hiệu lập tức nó chuyển qua hàng này và kêu này thực hiện cái yêu cầu của mình đây luôn. Thì bây giờ khi mà mình tới thời gian mình muốn phát nhạc thì bây giờ mình phải tạo thêm một thư mục để chứa nhạc. Mình vào get, chọn new, chọn directory và mình đặt là round. Thì đây mình cũng có chuẩn bị một bài hát, mình copy nó, mình đưa vào round. Ok, mình đang đứng ở Bad Music. Ở đây mình sẽ tạo một cái media layer. Media layer. Và mình sẽ xuống hàng on tag của mình. Ở đây mình sẽ khởi tạo hàng media layer chấm vui. Ở đây mình sẽ chuyển vào cái màn hình của mình là text
rr.row.chuông. Và ở đây mình sẽ tạt nó lên. Tạt. Bây giờ mình sẽ chạy project của mình lại một lần nữa. Ở đây là 11:38 thì mình chỉnh cho nó là 11:39 và nhắn hẹn giờ thì mình cũng đợi giống như lúc nãy thôi, tại vì mình chạy máy ảo thì nó sẽ khá là lâu, nếu mà chạy máy thiệt thì nó rất là nhanh. Mình đợi cho nó lóc lên và nó phát nhẹ các bạn. Đây các bạn thấy không? Nó sẽ phát nhạc cho mình. Như các bạn đã thấy là khi mà mình nhấn bên main activity là mình cài đặt giờ cho nó, thì đúng giờ cái alarm receiver này nó sẽ chạy chứ nó chạy trong hàng on receiver, thì đồng thời nó on receiver này nó sẽ yêu cầu hàng ta hàng music này nó thực hiện trong commander là nó like cái nhạc của mình. Đây là cái yêu cầu thực hiện nè, là context.time.service là nó yêu cầu hàng service thực hiện cái đoạn phát nhạc này và hàng service nó thực hiện. Thì video đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.